Tùng Dương là nam ca sĩ thuộc top hàng đầu của Việt Nam bây giờ. Tùng Dương khẳng định được vị trí của mình bắt đầu từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004. Anh đã giành chiến thắng với giải thưởng do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Với giọng ca nội lực, Tùng Dương liên tục giành các giải thưởng lớn như Album của Năm trong Giải Cống Hiến 2007, Giải Ca Sĩ của Năm và Album của Năm ở Giải Cống Hiến 2010, Giải Thưởng Nhất Năm Bài Hát Việt 2014. Tùng Dương được biết đến như là một nghệ sĩ tìm tòi, thể nghiệm những thể loại âm nhạc mới như Electronic và New Age. Xin chào ca sĩ Tùng Dương. Trong những tháng cuối năm này có vẻ như là rất khó để có thể gặp anh và có thể được trò chuyện như thế này. Và ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh đã có mặt trong chương trình Music Face và đã dành tặng cho Music Face những cái khoảng thời gian rất là quý báu. Nhiều khán giả nhận xét rằng gu thẩm mỹ về âm nhạc cũng như là về thời trang của anh Tùng Dương có thể gói gọn trong ba từ đẹp, độc và lạ. Theo anh thì ba từ đó có đã diễn tả đủ những gì về anh hay chưa ạ? Vâng, nói chung là cứ hy vọng rằng Tùng Dương sẽ luôn luôn là một ẩn số và sẽ luôn luôn mang đến những cái điều mà bất ngờ, mà lạ và khác biệt. Thì Dương cảm ơn Music Face có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị với lại khán giả. Và qua Music Face, Dương xin gửi lời chúc cho tất cả các bạn trẻ, những khán giả của chương trình sẽ có thật nhiều sức khỏe, dồi dào năng lượng và đặc biệt là luôn luôn đón nhận những cái điều sáng tạo của những người nghệ sĩ và đặc biệt là sẽ luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện giờ thì xuất hiện một cái xu hướng đó là các công ty tổ chức sự kiện, các công ty lớn về âm nhạc thường đưa những cái nghệ sĩ có rất là có tên tuổi trong làng nhạc quốc tế về biểu diễn cùng với các ca sĩ trẻ của Việt Nam. Anh nghĩ sao về xu hướng này ạ? Tôi nghĩ rằng là đó là một cái tính mở trong cái việc mà quảng bá văn hóa một cách rất là rộng rãi của các doanh nghiệp. Vì thay vì họ quảng có những cái hình thức quảng cáo nó thiết thực cho cái sản phẩm của họ thì họ hoặc là cho những cái sản phẩm của họ thì họ sẽ thông qua những cái đêm diễn chất lượng thì cũng là một cái hình thức mà đưa cái tên tuổi, cái thương hiệu của họ lớn mạnh hơn, phát triển hơn. Thì Dương nghĩ rằng đó cũng là một cách mà giúp cho một cái sự tương tác với Việt Nam, với âm nhạc thế giới nó gần hơn và nó rút ngắn cái khoảng cách giữa các nghệ sĩ thế giới với các nghệ sĩ Việt Nam. Chúng ta vẫn có thể có quyền nghĩ đến rằng, mơ tưởng rằng là một ngày nào đấy sẽ có chung những cái show diễn của các ca sĩ Việt Nam và với nghệ sĩ quốc tế chứ. Và cái điều đó đã đang thực hiện được rồi, đúng không? Thì đó là một cái tín hiệu rất là vui mừng. Đúng là hòa nhập mà không hòa tan. Tức là chúng ta vẫn có ranh giới và có những cái định vị rất là có những cái tức là chúng ta dành cho nhỏ những cái mà hoạch định rất là rõ ràng đâu là cái show diễn mà mang tính là tương tác giữa các nghệ sĩ với nhau. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái tín hiệu vui và âm nhạc phải như vậy mới phát triển được. Và Dương hy vọng rằng trong những năm tới mình sẽ có những cơ hội được đứng chung với những nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới như một cái sự giao lưu âm nhạc và những qua những cái show diễn thật là lớn và thăng hoa. Với một người nghệ sĩ thì những tháng cuối năm là những tháng mà bận rộn nhất. Vậy thì chắc hẳn là anh Tùng Dương cũng không nằm ngoại lệ trong số đó. Anh có thể chia sẻ với khán giả những kế hoạch của anh trong những tháng cuối năm 2015 được không ạ? Trong tương lai gần, trong năm nay. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi thì Tùng Dương sẽ tổ chức cùng với ekip của mình cái live show rất là lớn, đó là kỷ niệm một thập kỷ ca hát của mình. Thật ra thì Dương hát nhiều cái năm mà Dương số năm mà Dương hát thì nhiều hơn thế, nhưng mà thôi thì coi như thập kỷ như là một cái giai đoạn, một cái chặng đường mà Dương đã đi qua tính từ cột mốc Giọng Hát Hay Hà Nội 2003 cho tới giờ. Thì nó là một cái chặng đường chứ phải là dài, nhưng mà cũng đã có rất là nhiều những cái để lại của Tùng Dương cho chính bản thân mình, cho chính khán giả của mình. Chẳng hạn như năm nào Dương cũng tổ chức live show, hay là không live show thì cũng có những cái dự án âm nhạc lớn của chính mình. Và năm nay thì sẽ dồn tâm dồn sức cho cái hai đêm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào năm tháng 12 sắp tới đây. Và sau đó thì Dương sẽ quảng cáo và sau đó thì Dương sẽ quảng bá những cái đêm diễn nhỏ hơn, quy mô nhỏ hơn, chất hơn cho những khán giả của mình để giới thiệu album Dễ Cây cùng với nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh.
thì Dương nghĩ rằng là nó cũng là một cái năm bận rộn của mình trong năm nay. Thì năm nào cũng sẽ có những dự án lớn để dành cho công chúng. Hy vọng rằng là công chúng sẽ nghe Tùng Dương mà không giờ thấy chán cả. Rất cảm ơn anh ngày hôm nay đã bớt chút thời gian quý báu của mình dành cho chương trình. Và có vẻ như các khán giả của Music Face đang nhận được rất là nhiều sự ưu ái của anh Tùng Dương khi mà được nghe anh kể rất là nhiều về xu hướng âm nhạc quốc tế, cũng như là về bản thân anh, phải không ạ? Và chúc cho những cái dự định trong những tháng cuối năm này của anh sẽ được thành công giống như là anh đang mong đợi. Các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì qua cuộc trò chuyện với nam ca sĩ Tùng Dương thì chúng ta đã được tìm hiểu rất là nhiều những cái điều khác nhau về âm nhạc quốc tế, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là chúng ta được nghe những cái chia sẻ của anh Tùng Dương về xu hướng âm nhạc, xu hướng thời trang của chính anh. Và mong rằng ngày hôm nay với việc gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt này thì chúng ta đã có những cái giây phút thật là thú vị cùng với chương trình Music Face. Và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau nhé.